Hồi nãy làm thơ về tình yêu nó gọi là xa xăm, nó nhiều ý tưởng để chúng ta lãng quá. Để gieo vô bây giờ mình đi vào chủ đề chi tiết. Chi tiết ngày hôm nay sẽ là miêu tả một trong hai con vật này. Mới mới đầu vô mình thả một câu nhẹ nhàng cho người ta biết cái mình thơ sao liền. Con chim, con chim, con chim. Mình chửi lên mình con chim. Cái câu cuối nó hơi bị chọi chọi sao á. Cần cái đó con thằng lằn mà nó vẽ bốn cái bằng cái bốn cái hình ô vuông vậy, chị đoán đoán con gì? Chị cũng nghĩ là sĩ Thanh. Tại vì á tôi không phục, tôi đoán, tôi ngồi tôi đoán thấy mồ, tại vì điệp viên chỗ này chỉ có ở cái vòng đoán thôi, vẽ hình và đoán thôi. Tất cả mọi người biết ai là điệp viên ngày hôm nay. Lập trung. Cái đội bây giờ còn có bốn đứa mà nó lì khủng khiếp luôn vậy đó. Chẳng lẽ kia là cái mời đeo mặt nạ kìa. Oh my god. Kim. Và bây giờ chúng ta quay tứ phương để chờ đón khách mời. Lấy đeo một mắt này là buồn ngủ. Trời ơi, hai trò gì nữa vậy? Mọi người đừng có manh động. Gửi khách mời bự cho bá lưỡi chị. Đâu trên rồi. Khách mời là bận đầu sinh nhân nè. Bạn nữ bạn cho tôi sờ lại tay cái chân đồ. Tự coi. Không, mình biết là cái người thon hay người không thon hay không. Nói chung là bất khả xâm phạm đó. Không, cái tay đàn ông mà đừng có đưa hoài. Bà mập lắm bà ơi, bà không. Trời ơi, giống hoàng mập quá má ơi.